Bản tin 24 giờ xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình ngày hôm nay. Chương trình mang đến cho quý vị những tin tức nóng nhất, mới nhất về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trong nước cũng như quốc tế. Sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, Trung Quốc vào tối hôm qua lại tiếp tục hứng chịu một thảm họa nữa từ trên trời rơi xuống, khi ba tiểu hành tinh còn gọi là thiên thạch đã lao ra khỏi quỹ đạo và lao vào trái đất. Điều kỳ lạ, đến một cách khó tin là cả ba đều rơi vào các địa điểm tại ba nơi khác nhau của Trung Quốc như bán đảo Lôi Châu, Thiểm Tây và cao nguyên Tây Tạng, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản tại các khu vực này. Diễn biến của thảm họa mang màu sắc tâm linh này diễn ra như thế nào? Mời quý vị khán giả nghe bản tin nóng cập nhật mới nhất của chúng tôi. Kính thưa quý vị, từ trước tới nay, hiện tượng thiên thạch rơi là điều thường gặp ở Trung Quốc, đặc biệt trong vòng hơn một năm qua, trong khi có những vụ thiên thạch rơi đem lại cho người ta sự may mắn và bỗng dưng trở thành triệu phú đời đời chỉ sau một đêm. Phần lớn là nó đem đến tai họa bi kịch cho con người với những hậu quả khủng khiếp mà nó để lại. Điển hình là vào tuần trước, một khối thiên thạch lao từ vũ trụ xuống vùng Chepelin thuộc miền trung nước Nga vào khoảng 9 giờ sáng, nó bốc cháy trong khí quyển gây nên tiếng nổ lớn kèm theo ánh sáng chói lòa trên bầu trời. Vụ nổ đã khiến ít nhất 1.200 người bị thiệt mạng và bị thương, gây thiệt hại vật chất hàng chục triệu đô la. Xung chấn từ vụ nổ khiến cho hàng vạn cửa sổ trong vùng vỡ tan, phần lớn các nạn nhân bị thương nhẹ do mảnh kính vỡ văng vào cơ thể. Hay là vào ngày 23 tháng 12 năm 2020, tại khu tự trị Ngọc Thụ Thanh Hải có một thiên thạch rơi xuống. Lúc đó bầu trời vẫn còn tối, quả cầu lửa cháy xuyên thẳng bầu trời từ Bắc chí Nam phát ra ánh sáng vô cùng rực rỡ. Mặt đất sáng rực như ban ngày kèm theo những âm thanh như sấm sét. Người dân địa phương thậm chí còn thấy chấn động từ không trung đến mặt đất. Và đêm hôm đó, một điểm sáng kỳ diệu màu đỏ đã xuất hiện trên bầu trời Thanh Hải, kéo dài gần 1 giờ đồng hồ. Rồi đến lúc 7 giờ 51 phút vào sáng, một trận động đất có cường độ 4 độ Richter đã xảy ra huyện Mã Đa, châu Quả Lạc, tỉnh Thanh Hải, gây thiệt hại lớn cho người và của tại đây. Trong một diễn biến liên quan, vào khoảng 7 giờ tối, ba tiểu hành tinh tựa như ba thiên thạch sau khi đã lao ra khỏi bầu khí quyển với tốc độ cực nhanh, ước tính khoảng 14 km/giây. Ba thiên thạch này rơi xuống tại ba khu vực khác nhau ở cao nguyên Tây Tạng, bán đảo Lôi Châu và tỉnh Thiểm Tây, quê hương của ông Tập Cận Bình. Khi lao vào khí quyển, một trong ba thiên thạch đã phát nổ ở độ cao 10 km với năng lượng tương đương khoảng 1.000 tấn thuốc nổ TNT, tạo nên một quả cầu lửa lớn có thể quan sát từ khoảng cách 1.000 km. Tiểu hành tinh này rơi xuống khu vực Tây Tạng, trúng ngay vào nhà ông bí thư khu tự trị Vương Hoàng, làm cho cả gia đình ông ta và 20 binh sĩ đồn trú quanh khu vực dinh thự ông ta thiệt mạng. Trong khi đó, hai thiên thạch còn lại rơi xuống Thiểm Tây và bán đảo Lôi Châu. Với nguồn năng lượng có trong hai thiên thạch khi phát nổ ước tính tương đương với vụ nổ khoảng 2.100 tấn thuốc nổ TNT, để lại hai hố sâu với kích thước ước chừng khoảng 170m, tạo ra hai miệng hố rộng 1.200m và đường kính khoảng gần 2 km. Vụ nổ tại bán đảo Lôi Châu đã phá hủy toàn bộ căn cứ quân sự và làm thiệt hại khoảng 7.500 quân, phá hủy toàn bộ cơ sở vật chất, trang thiết bị quân sự các loại, gây thiệt hại nặng nề cho quân giải phóng nhân dân Trung Quốc. Rất nhiều thi thể của binh lính đã không còn nguyên vẹn khi vô số mảnh thịt bắn văng tung tóe lên trời bởi sức công phá của vụ nổ và gây sự kinh hoàng cho dư luận. Trong khi đó, tại Thiểm Tây, tiểu hành tinh hay như một thiên thạch rơi trúng một hang động trên núi và sát phẳng hoàn toàn nơi này, mà nơi này được cho là Tập Cận Bình đã đúc một bức tượng cao 9m của mình đặt trước cửa hang. Bức tượng trên cũng đã vỡ tan tành thành nhiều mảnh vụn, và đầu của Tập Cận Bình thì văng lan lóc ra một nơi, tạo ra một khung cảnh hoang tàn đổ nát. Những cảnh tượng trên vừa gây hoang mang cho Tập Cận Bình và giới lãnh đạo Trung Quốc sau đó, nhưng lại là niềm vui của đa số người dân Trung Quốc như dư luận bên ngoài. Nhiều cư dân bình luận đây là mục đích thực sự của ông trời nhắm vào Đảng Cộng sản Trung Quốc, và ông trời đã đang diệt Trung Cộng. Chỉ có khoảng 15 dân thường thiệt mạng và bị thương trong thảm họa thiên thạch này. Diễn biến tiếp theo của sự kiện này ra sao, chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi cập nhật cho quý vị trong các bản tin kế tiếp. Kính thưa quý vị, lũ lớn gia tăng áp lực nước lên đập Tam Hiệp. Giữa lúc chính quyền Trung Quốc đang thực hiện các biện pháp khẩn cấp để bảo vệ đập thủy điện lớn nhất thế giới, thông tin dự báo thời tiết mới đây cho thấy tiếp tục có mưa lớn trong 3 ngày tới tại các phụ lưu sông Trường Giang khiến nước lũ đổ dồn dập về đập Tam Hiệp. Trong những ngày vừa qua, lũ lớn đã khiến mực nước đập Tam Hiệp dâng cao, làm dấy lên nhiều quan ngại rằng đập thủy điện lớn nhất thế giới có nguy cơ bị vỡ.
Trước tình thế cấp bách đó, chính quyền Trung Quốc đã buộc phải xả lũ để giảm tải cho đập gây ngập lụt tại các vùng hạ lưu. Vào sáng ngày hôm nay, sau nhiều thông tin đồn đoán, cuối cùng chính phủ Trung Quốc đã thừa nhận việc thực hiện xả lũ lần đầu tiên trong nay tại đập Tam Hiệp. Trước đó, truyền thông Trung Quốc đưa tin các con đập Tam Hiệp, Châu Bá, Châu Lạc Độ và Hương Gia Bá đang nỗ lực để sản xuất điện hết công suất. Tân Hoa Xã cho biết 34 máy phát điện của đập Tam Hiệp đã hoạt động gần hết công suất. Tuy nhiên, một số hãng tin của Hồng Kông cho rằng cái mà báo chí Trung Quốc gọi là sản xuất điện thực ra là một đợt xả lũ khẩn cấp để phòng ngừa nguy cơ vỡ đập. Nhật báo Kinh tế Hồng Kông vào sáng nay bình luận, mưa lớn ở miền Nam không ngừng thử thách năng lực chống lũ của đập Tam Hiệp trên sông Trường Giang. Vào lúc 14 giờ chiều ngày hôm qua, lượng nước đổ vào hồ chứa Tam Hiệp là 40.000 mét khối trên giây, gấp đôi ngày trước đó. Để đối phó với lượng nước ồ ạt tràn về, giới chức đã ra lệnh nâng ngưỡng xả hồ chứa Tam Hiệp lên 3.000 mét khối trên giây. Với tình trạng mưa lũ vẫn tiếp tục diễn ra ở Trung Quốc, nhiều chuyên gia nghi vấn liệu lũ lụt những ngày qua ở địa phương nằm gần đập Tam Hiệp có liên quan đến việc con đập xả lũ hay không. Đến ngày hôm nay, khi Bắc Kinh thừa nhận đợt xả lũ đầu tiên trong năm, thì một đợt lũ mới cũng đang tràn về lưu vực đập Tam Hiệp, một khu vực có diện tích khoảng 1 triệu km2. Việc thừa nhận xả lũ đập Tam Hiệp diễn ra khi các video xuất hiện trên mạng xã hội dấy lên lo ngại chính quyền hy sinh những người dân địa phương gần đập Tam Hiệp để cứu con đập khổng lồ này. Mưa lớn ở nhiều khu vực Trung và Hạ Lưu Trường Giang từ đầu tháng đến nay đã dẫn tới lũ lụt vượt mức cảnh báo lên 58 con sông và 12 tỉnh. Video được lan truyền vào cuối tuần qua cho thấy đường phố nhiều quận thuộc thành phố Hạ Lưu con đập biến thành sông, xe cộ bị ngập và người dân chật vật di chuyển trong dòng nước có nguy cơ bị vỡ đập. Báo Taiwan News cho biết, chuyên gia thủy lợi Vương Duy Lạc hiện sống ở Đức đặt nghi vấn về sự an toàn của con đập, cảnh báo con đập có thể vỡ bất cứ lúc nào. Ông Vương cảnh báo một khi đập vỡ, hậu quả sẽ rất khôn lường đối với người dân sinh sống ở vùng hạ lưu sông Trường Giang. Ông nhấn mạnh, tính nghiêm trọng của những vết nứt và kết cấu bê tông không đạt tiêu chuẩn được phát hiện trong quá trình xây dựng. Đồng thời, chuyên gia này cũng chỉ trích chính quyền và truyền thông nhà nước Trung Quốc vì không thừa nhận mối nguy hiểm tiềm tàng từ hồ chứa. Tuy nhiên, sáng hôm nay, chuyên gia Quách Tuấn tại Viện Khoa học Kỹ thuật thuộc Cục Quản lý Động đất Trung Quốc đã bác bỏ những thông tin đồn và nghi vấn của truyền thông thế giới rằng đập Tam Hiệp có nguy cơ bị vỡ. Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp của Trung Quốc cho biết, trận lũ năm nay đã ảnh hưởng đến 26 tỉnh thành của Trung Quốc, gần 14 triệu người, trong đó 78 người đã chết và mất tích. Ước tính 8.000 ngôi nhà đã bị phá hủy, 97.000 ngôi nhà bị hư hại ở 13 tỉnh, thiệt hại lên tới 25,7 tỷ nhân dân tệ, tương đương 3,6 tỷ đô la Mỹ. Đập Tam Hiệp có nguy cơ rất lớn và là đập thủy điện lớn nhất thế giới. Hồ chứa mà đập tạo ra có diện tích bề mặt hơn 1.000 km2. Công trình này thậm chí được cho là có thể làm chậm vòng quay trái đất vì khối lượng nước dự trữ trong hồ vô cùng lớn. Khi triển khai thực hiện, chính phủ Trung Quốc nói rằng đập Tam Hiệp được xây dựng với mục đích sản xuất điện, điều tiết lũ và hỗ trợ giao thông đường thủy. Tuy nhiên, đài Replay dẫn lời ông Trương Khiết Bình, một nhà hoạt động nhân quyền tại Giang Tô, nói rằng tình hình hiện tại cho thấy những người phản đối xây đập Tam Hiệp đúng đắn. Từ khi con đập này sinh ra thì chưa thấy đóng góp gì trong việc điều tiết lũ lụt, hạn hán hay như cách người ta nghĩ vào nó. Để thực hiện công trình này, 1,2 triệu người đã buộc phải tái định cư hoặc tìm nơi ở mới. Hiện chính phủ Trung Quốc vẫn đang di rời người dân ra khỏi khu vực và dự kiến sẽ chuyển thêm hàng trăm nghìn người nữa trong những năm tới đây. Ước tính tổng chi phí xây dựng vào khoảng 25 tỷ đô la, nhưng một số ý kiến cho rằng con số này lên tới 37 tỷ đô la. Kính thưa quý vị và các bạn, theo thông báo của Trung tâm Cứu hộ Cứu trợ Hạn hán Kiểm soát Nỗ lực sông Dương Tử, mực nước đập Tam Hiệp trên sông Dương Tử, sông dài nhất Trung Quốc, vào chiều ngày hôm qua trên mức báo động, trong khi mưa tiếp tục rút xuống ở khu vực thượng nguồn. Thông báo cho biết lượng nước chảy vào hồ chứa cũng lên tới 56.000 mét khối trên giây vào lúc 2 giờ sáng ngày hôm qua. Đây là lần thứ hai trong năm mực nước hồ cao nhất kể từ sau mức 70.000 mét khối trên giây chảy vào ngày hôm nay. Thông báo nêu rõ mực nước đập vào lúc 2 giờ chiều là 153,3 mét, cao gần 4 mét trong 24 giờ qua, vượt qua mức báo động 145 mét. Mực nước có thể lên đến 160 mét vào chiều tối nay. Vận chuyển qua đập Tam Hiệp phải ngừng hoạt động từ 8 giờ tối 2 ngày trước. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin về tình hình lũ lụt tại Trung Quốc của bản tin 24 giờ ngày hôm nay. Để cập nhật và theo dõi những tin tức thời sự quốc tế mới nhất cũng như các thông tin quan trọng về tình hình Biển Đông ở trong khu vực thì quý vị đừng quên nhấn like, share, đăng ký trên kênh Bản tin 24 giờ. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.
Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi hết chương trình của chúng tôi. Bản tin hôm nay đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.